đại kỵ cực hung trong phong thủy nhà bếp khiến gia chủ nghèo mãi không thôi. 1. Cửa phòng bếp đối diện cửa ra vào. Cửa ra vào là nơi tài khí lưu thông, phòng bếp còn được ví như nhà kho. Nếu hai cửa này tương xung sẽ khiến cho tài khí trong nhà đi hết, người trong nhà sẽ tiêu xài hoang phí, không giữ nổi tiền của. Nếu các bạn có ý định mua nhà, xây nhà thì hãy nhớ đến bố cục căn nhà để không mắc lỗi như thế này. Trong trường hợp không thể thay đổi bố cục ngôi nhà, các bạn có thể đặt một huyền quan ngay cửa ra vào. Thứ nhất giúp ngăn cản sát khí không đi vào nhà, giúp tài vận đi lên, thành viên trong gia đình đều biết giữ tiền hơn. 2. Vị trí đặt bếp nấu. Đây là điểm cốt lõi trong phòng bếp. Nếu đặt sai vị trí này sẽ gây sức khỏe yếu cho gia chủ. Vị trí đặt bếp tốt nhất dựa nên vào ngũ hành của gia chủ, đặc biệt nên theo mệnh lý của nữ chủ nhân. Ví dụ, nữ chủ nhân trong nhà mang mệnh hỏa thì nên đặt bếp ở hướng đông. Hướng đông thuộc mộc, mộc sinh hỏa có thể trợ vượng cho vận mệnh.